hủi đủ ăn rồi, hủi rồi tao ghét rồi đấy. Tao tái cắm đầu à, ăn cái hủi đủ rồi. Đây là anh Phát, đây là tôi lần đầu ăn ăn kìm liên, cảm giác là sao? Chơi lại luôn rồi. Dạ. Ướp bạn ngon lắm thiệt á. Bây giờ lên được á, được á. Quay. Lên chi biết á, tôi bước không? Đi không? Lên không? Lên đi chứ biết lên, đụng cái guốc hình cũng đi gì. Nè, nhét cái thùng gì nặng quá trời nè nè. Hả? Đây, sầu riêng. Mời, xin mời các bạn. Sầu riêng anh. Sầu riêng anh. Mà nhà dưới của em. Không dưới của em hả? Ông ba mày luôn. Tôi lần đầu ăn kìm liên, cảm giác là sao?
thơm à? Quá khỏi trời ơi, sao sự gì không thơm? Ôi thơm. Nó đậu quá. À đang ướp rồi. Ngon ta. Nãy giờ nó ăn hết đi. Nó ăn từng cái đít nào cũng ngon. Ở dưới mày không có bán cái này nè. Mà đất ông với dòng được không? Đó là mua vài cây gì trồng á? Không được. Không trái.